Kính thưa cha Francisco Javier Nguyễn Văn Vinh, kính thưa quý sơ dòng bánh thánh giá Thủ Thiêm, quý hội đồng mục vụ cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em, trong niềm hân hoan mừng ngày lễ ra trường của chúng con, nhìn lại 12 năm đã đi qua để cảm nhận được tình thương bao la của Thiên Chúa, chúng con đã nhận biết bao hồng ân mà Thiên Chúa đã đổ xuống cho chúng con như sự khôn ngoan, nhẫn nại và tinh thần phục vụ. Tất cả những thành quả của chúng con có được là nhờ bởi ơn Chúa ban. Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của chúng con trong giây phút này. 12 năm học đã trôi qua và kết thúc. Chúng con đây phải rời xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường thân yêu để bước những bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Các thầy cô trường giáo lý Việt ngữ đã trang bị cho chúng con hành trang bước vào đời không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Ngẫm lại những ngày tháng đã qua, chúng con đã nhận được quá nhiều từ ngôi trường này. Bên cạnh những tri thức, chúng con còn được trau dồi đức tin, những lớp giáo lý, những buổi tĩnh tâm, sinh hoạt thiếu như thân thể để dần hoàn thiện nhân cách của bản thân. Trong mỗi thành công, mỗi sự trưởng thành của chúng con đều ẩn hiện những giọt mồ hôi cùng những trang trở vui buồn của cha quản nhiệm, các thầy, các cô cùng quý hội đồng mục vụ đã và đang hết sức nỗ lực để lo việc xây dựng những lớp học mới cho chúng con và ngôi thánh đường được rộng rãi hơn. Nguyện xin Thiên Chúa giúp sức và đồng hành với cộng đoàn công việc tốt đẹp này. Chúng con xin cảm ơn bậc cha mẹ đã cho chúng con cuộc sống, đã là những người đầu tiên chào đón chúng con đến với thế giới này và sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng con trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi dạy chúng con không lớn, trưởng thành, là nguồn kinh nghiệm cho chúng con học tập, là sự hỗ trợ lớn cho chúng con cả về vật chất lẫn tinh thần, và vì tình yêu thương đã không quản ngại dành bao hy sinh để chúng con chạm lại ước mơ. Sau cùng, chúng con xin được gửi lời chân thành, tri ân chân thành sâu sắc nhất đến cha quản nhiệm, thầy phó tế, quý hội đồng mục vụ và các thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng con trong thời gian qua. Tạm biệt thầy cô và mái trường hôm nay, chúng con xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu thật tốt để xứng đáng với niềm tin mà cha mẹ và thầy cô gửi trao. Sau đây xin mời tất cả các bạn đứng lên và kính chào cha và quý thầy cô và toàn thể cộng đoàn. Xin ghi nhận sự biết ơn của chúng con. Của là những tri thức tương lai của thế giới, của xã hội và cách kiến của cộng đoàn chúng ta. Qua những cái lời xuyên tâm tình, chúng ta nhận thấy được nơi các em với những cái khả năng và lòng đầy khiêm tốn. Cộng đoàn chúng ta, cha, quý sơ, thầy sáu, quý cha mẹ như là tất cả mọi người luôn luôn sát cánh bên chúng con qua lời cầu nguyện và chắc chắn là sẽ chắp cánh cho chúng con bay bổng, bay xa, bay cao. Nhưng mà cha vẫn ước mong chúng con là những tri thức tương lai, và chúng con cũng là tương lai của cộng đoàn. Sau này, sau những năm tháng, những ước mơ chúng con sẽ thực hiện nơi các giảng đường đại học, thì có thể chúng con lại trở về để phục vụ, để dấn thân, để xây dựng Chúa ban cho chúng con những cái khả năng tri thức, đời đức tin, thì chúng con dùng những cái khả năng đấy như những nén bạc để sinh lời cho Chúa. Và chẳng ước là biết đâu trong số chúng con đây, để một ngày nào đó cái khát vọng phục vụ, cái khát vọng để vươn tới, để giúp đỡ mọi người qua những cái công việc của chúng con, là kỹ sư, là bác sĩ, là gì đi chăng nữa, hoặc là một ngày nào đó chúng con có một cái thao thức để rồi muốn trở thành những tu sĩ và linh mục tương lai, đó cũng là một cái con đường phục vụ rất là tốt mà giáo hội đang chờ đợi đời chúng con. Cộng đoàn cha thầy sáu kỹ sư và tất cả mọi người luôn cầu nguyện cho chúng con và luôn luôn có cái ước vọng là trong tương lai chúng con trở thành những chứng nhân của Chúa nơi chúng con học tập, và chúng con sẽ vươn tới những bước đường tương lai. Một lần nữa cộng đoàn chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn.
có một vài thông báo trong tuần này.